Tiếp tục Thất Sơn quay cho con xem cái dàn lúa này thơm tám rất là đẹp luôn nè, thì để coi năng suất có được bao nhiêu ha. Nói chung vụ đông xuân năm nay năng suất nếu mà con làm ổn định với đất ba vụ, tháng này đất ba vụ xã Vĩnh Châu thành phố Châu Đốc ha, nếu mà con mình làm phân thuốc mà công cắt từ 60 kg thì năng suất không dưới tấn đâu, đất ba vụ bảo đảm luôn, vụ đông xuân này tới là thơm. Thì cái miếng này thì Thất Sơn đo vệ tinh là 7,5 ha bà con. Đây xung quanh là hàng dừa ha, thì Thất Sơn để cho bà con xem cái hình vệ tinh thì xung quanh hàng dừa trên chụp xuống ha, gãy gan luôn ha, 7,5. Thì đối với đại thơm mà bao này là trung bình mấy bao gạch đỏ là từ vô mềm cũng 62 đó, nó bà con mềm mềm 62, bà con thấy cái bao là ú không, còn cứng cứng này có thể là 63, 65, mình nói đâu chứ nhiều khi 67 luôn đó, đây là có căng rồi. Thì đối với cái dàn lúa này thì Sơn đón từ 900 ăn lên ha, chứ không dưới đâu. Tại vì giờ dàn lúa ai biết, tuy nó thưa chân nhưng mà cọng bự, mà con giờ mà thưa chân nhưng mà cọng nó bự, bông thì nói chung bông nó thưa nhưng mà hạt nó bự quá bự luôn mà con ơi. Đây hạt nó trung bình 6-70 hạt á, ngạt cái nó hơi khô trà hơi ha, cái này lá nó xanh nhưng mà cái trà nó bị khô rồi nè. Khô trà thì nó bị hạt, cái hạt lúa nó mềm, nó bị mất cái độ tươi, nó sẽ nhạt ký thôi. Với cái đài thơm mà tới cắt mà con dòm cái lá xanh vậy là cái lá hư nè, cái xanh mà cái xanh lẹ là nó bị đứng bông á, nhiều khi nó bị đôn cái bông, nó bị đứng bông nó không vô được, không quán chuyển được cái tinh bột vô thì nó sẽ hư nằm đó. Cái lá xanh màu vàng chanh đó là mấy màu tốt, còn màu này màu bệnh không mà con ơi, màu này xanh quá nhiều khi nó bệnh không, lép cổ. Nói chung không đánh đổi ha, tỷ lệ vô gạo cũng đạt từ 80%+, màu vàng chanh á, màu này hơi xanh, xanh quá nó bị lem lép hay sao nè, bị lép cổ ha, bị lép cổ một số. Ủa, cái trà nó tươi vậy. Cái trà nó tươi vậy nè, nó mới nặng ký nè hả bà con, còn cái trà nó khô quá là nó bị nhẹ ký ha. Trà tươi mà nó bông thì cái này nó thưa nhưng mà bông, mà con thấy cái bông nó dài không, cỡ gần gan luôn á, thì này sẽ cỡ 100 hạt trở lên á, 100 hạt trên bông á. Ký là được à, bữa nay nó lại nhiêu ngày á, nay nó là 103 ngày, 103 ngày. Giá chú bán lại nhiêu? Bán 6,800. Dạ, sao lúa này mình làm có bón phân nước hạt không chú, thấy xanh xanh nè. Có phân nước hạt luôn. Phân hạt là chú bón phân gì á? Sau cùng là rút vậy phân lạnh cho rẻ tiền. Công nhiêu ký? Công là tùy theo người. Công đi làm lúa này mỗi người mỗi khác nhau. Chú bón cuối phân lạnh là công khoảng nhiêu ký xanh được vậy? Công 5 ký à? Công cắt ha hay là công điền? Công bự á. Công lớn là 5 ký. Công nhà nước á, 1 hecta. Hecta bao. Vậy là công điền 5 ký là cũng chuẩn rồi đó, nó đúng cái quy định rồi đó, công cắt lại cái nước hạt. Còn mặn nhiêu ăn nhiêu, mấy có khi người ta nói này nói nọ đâu biết ở đâu, mặn cảm thấy mình mặn lãi có được cao là quý à. Đất ở đây chú thấy làm nặng phải không, ba vụ nè. Ủa, trong này hết chảy cơ thể mà mấy 8 bao à. Dạ, chạy ra cũng 40 ký. Công cắt cũng hơn bao. Công cắt rồi. Đúng rồi. Dưới đất 3 vụ đi dưới 50 kg là không có trúng đâu. Ở trên 50 kg. Có khi là đã ít phân mà ta rải cũng mít từ thêm phải không? Dạ đúng. Đúng vậy đó, là nó không có lá thêm. Đúng rồi. Chứ không phải mà có khi có 10 cái chấm lắm. Đấy. Quýnh á.
quá tạ con chó liền. Chó này không sợ máy luôn coi. Ở đây theo như đầu vụ tới giờ sân quay vô Long Sơn thì bà con giờ mình lúa không biết nó sao, mà cái vàng mà con cắt ra nói đầy thơm á, mà gom quýnh cục cục vậy nè, gom nó ra như là con là năng suất nó có à. Cái này là sân đó là trên 900 có thể vô tấn, thì hồi nó sân trung bình vậy ha. Mấy bao này thì nó cũng có bao nhỏ bao bự ha, nó trung bình cũng trên 60, từ 60 lên thôi mà. Đầy thơm mà cắt ra 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 gom đó. Gom rất nhiều. Còn màu số bà con miếng đầy thơm mà con cắt á, mà bà con thấy không có gom á, đẹp lép lắm. Bảo đảm bà con luôn, chỉ đạt 600 mấy đến 750 ký là dữ lắm mà. Đầy thơm á. Đầy thơm cắt ra gom đó, năm Đông Xuân là phải ra gom để nó mới có năng suất. Để đây đầu dưới nè. Này 750 cắt là cũng như gần ha 10 công điền à. 9.8 công điền à. Đây vô trong cái khu này là chuột lắm nè. Chú nói xiệt cả 100 ký, 100 mấy chục ký á, chú gom vô xiệt ngày thêm. Nói chung thì nó cũng tùy số đầu á, đầu trúng đầu thắt hết mà con. Dưới đây thì nó bị thưa nè, thưa gạ nè, con thấy không, thưa gạ thưa bông. Chứ đầu ở đây thì nó không đạt, cái đầu trên thấy đạt, đầu này thấy không đạt. Nói chung trong một miếng lúa bà con canh tác không khi nào mà đồng đều, ít lắm, ít bà con là được đồng đều, nó cũng có nhưng mà ít á, nó cũng có đầu trúng đầu thắt không hiểu sao luôn. Nói chung mà gò lung đi phân trên lệch với nhau, bên này ít bên kia nhiều ha. Để cắt xong rồi sang coi được nhiêu bao rồi chia ra cho bà con xem cái năng suất nữa. Rồi thì cắt rồi tổng lại là 120 bao hả bà con, 7.5 tầm cắt ha, 9.8 tầm điện đó, thì gần 1 ha đó. Thì được 120 bao, thì hết sân chia ra cho 7.5 thì chạy ra công 16 bao ha, đúng 16 bao luôn. Thì nói chung bao này có bao 2 gạch đỏ, có bao không có 2 gạch ha, thì bộ đồng qua bộ đồng lại là cũng như cho 60 ký một bao, thì nhân cho 16 bao cũng chạy ra 906 ha, thì cũng 906 đó. Còn nếu mà trên 60 nữa thì vô tấn ha, thì trung bình cũng từ 950 đến 1 tấn 30 ký, 50 ký. Sơn chia sẻ cho bà con ha.